Trung, mình là Lâm Tích Bình. Hôm nay rất vui được chào đón quý vị đến với kênh học tiếng Trung của mình. Thì kênh của mình cũng đã tạo khoảng được hơn 2 tháng, và trong thời gian này mình cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp phản hồi của các anh chị cô bác. Do đó thì hôm nay mình có chút thay đổi về cái chương trình chia sẻ và hướng dẫn về cách học tiếng Trung. Thì do nhiều cô bác anh chị cũng nói là không có nhiều thời gian trong việc học tiếng Trung, do đó thì kể từ ngày hôm nay mình xin chia sẻ là mỗi ngày chỉ cần học 3 câu, và chúng ta sẽ nắm rõ về cách sử dụng và từ đó viết như thế nào, đọc như thế nào, thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Thì quan trọng là chúng ta không cần phải học nhiều nhưng mà phải học đều. Thì từ ngày mỗi ngày 3 câu như vậy thì 10 ngày thì chúng ta được 30 câu đó, và 1 tháng 1 năm thì chúng ta sẽ tích lũy được một lượng kiến thức rất là hữu ích. Do đó khi chúng ta có thể đem ra sử dụng khi mình đi du lịch hay là gặp bạn bè người Hoa hoặc là người nói tiếng Trung, chúng ta đều có thể đem ra sử dụng những câu cần cơ bản rất là đơn giản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài đầu tiên của ngày hôm nay, học tiếng Trung dễ như tiếng Việt. Mà toàn bộ cách phát âm mình sẽ cố gắng Việt hóa để các bạn có thể học tiếng Hoa, tiếng Trung như đang học tiếng Việt, rất là đơn giản. Và đầu tiên thì là câu đầu tiên mình sẽ học là cái câu Nǐ hǎo. Nǐ hǎo là tức là xin chào. Xin chào nó câu này thì có ý nghĩa giống như là từ hello, hi. Thì ở trong tiếng Hoa khi mà hai người không quen biết gặp nhau thì mình cũng dùng là Nǐ hǎo. Nhưng mà từ nhì này thì nó chỉ dùng cho những người mà xem tuổi với nhau. Nếu những người mà lớn tuổi hơn mình thì ở dưới từ nhì chúng ta phải thêm cái chữ tâm vào đó. Và đây là cái chữ nhỉ, mà đọc cách đọc thì nó cũng có khác hơn, là mình sẽ đọc là nhỉ hào. Đó, ví dụ giống như hai người bạn chúng ta gặp là nhỉ hào, nhỉ hào, nhỉ hào, nhỉ hào. Thì chúng ta chỉ chào đơn giản như vậy là nhỉ hào, rồi bằng với nhỉ hello, hi, rất là đơn giản. Và câu thứ hai chúng ta sẽ học là hỏi tên người ta. Thôi chúng ta học cái câu mà tự giới thiệu mình trước đi nha. Thì chúng ta sẽ tự giới thiệu tên mình. Ví dụ mình là Lâm Tích Bình thì tên tiếng Hoa của mình sẽ đọc là Lin Xue Ping. Lin Xue Ping. Thì mình sẽ giới thiệu, còn giống như là các bạn để dễ nhớ thì mình cứ dùng lên tiếng Anh đi. Mary, Peter hay là John, vân vân vân, từ gì cũng được, thậm chí là chúng ta dùng tên tiếng Việt cũng được, Hoàng Bình cũng được. Thì chúng ta sẽ nói là 我是本, 我是Mary, hoặc là có thể dùng thêm một câu là 我叫Mary. Đó, cứ từ mà 我是, 我叫 đều được hết. Chúng ta làm lại nha. 我是林雪萍. Bây giờ mình làm thử nha. 你好,我是林雪萍. Thì đó, tương tự như vậy, các bạn cứ ghép vào giống như mình tên gì thì mình cứ ghép vào. 我是 Peter, 我是 Thắng, 我是 Toàn. Mình cứ ghép vô như vậy thôi. Và nếu, và sau đó thì chúng ta muốn hỏi ngược lại người ta tên gì thì chúng ta hỏi là 你叫什么名字? 你叫什么名字? Tức là bạn tên gì. Mình tự giới thiệu xong rồi mình hỏi người ta, hoặc là mình hỏi người ta trước rồi sau đó mình mới giới thiệu mình đều được cả. Thì mình sẽ đọc là 你叫什么名字? Thì chỉ có 3 câu như vậy thôi. Và câu thứ nhất là 你好, 你好. Câu thứ hai là 我是林雪萍. Muốn thêm tên nào vào thì mình cứ thêm ha các bạn. Và câu thứ ba là 你叫什么名字? 3 câu đơn giản. Và tiếp theo thì nếu mà những bạn nào có muốn học về cái cách viết thì mình sẽ hướng dẫn cách viết của những từ này, hoặc là các bạn có thể ôn tập bằng cách gõ trên máy vi tính và gõ như thế nào. Thì trong cái bài viết của mình á, trong cái kênh của mình có một cái bài viết chia sẻ về cách gõ PRC,
thì đó là một cách gõ theo phiên âm Latin. Thì nếu mà khi mà các bạn muốn gõ theo cái phiên âm Latin thì các bạn phải học các nguyên tắc của phiên âm Latin trong tiếng Hoa. Trong đó mình cũng có một bài hướng dẫn, mình sẽ để lại phần comment và đường dẫn ở bên dưới để các bạn tiện theo dõi. Thì trong phần PRC này, các bạn đọc như thế nào mình cứ gõ như thế đấy. Tại vì trong tiếng Hoa thì chữ viết và cái phiên âm nó là khác nhau, giống như là tiếng bên tiếng Anh vậy, chứ không giống như tiếng Việt chúng ta là viết và cái phát âm, cách viết và phát âm đều là một. Đó, thì tương tự là cách viết bên phiên âm Latin thì chúng ta dùng PRC thì có thể gõ được cái phần đó. Và khi mà chúng ta gõ cái phiên âm PRC thì chúng ta cũng giống như là mình đang ôn lại cái cách đọc, và nó chỉ ôn lúc đầu chúng ta nhớ thôi, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải nói nhiều của cái phát âm đi, sai thì mình sửa thì mới có thể bao tiếp thu và nói được dễ dàng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần mà viết chữ tiếng Hoa. Thì đầu tiên thì mình sẽ viết cái từ nǐ hào nha các bạn. Bây giờ từ nǐ thì mình sẽ viết như thế nào? Đây là từ nǐ hào ha. Thì cách viết bắt đầu, tại vì nguyên tắc viết trong tiếng Trung thì là bao giờ cũng có phân chia là trái phải. Đây là trái phải, đây bộ này bộ trái, bộ phải là có chia bộ ra, hoặc là bộ trên bộ dưới, thì mình phải viết từ trái sang phải. Thì đầu tiên là mình viết một gạch đây xuống, rồi đây một gạch dưới, rồi một gạch ngang đây, một gạch qua đây, hai cái này chung là một nét là tính là một gạch, và gạch này là đứng lên là một. Đây là kết thúc từ viết đó. Chúng ta chỉ viết đó, mình làm lại một lần nữa nha. Đầu tiên một gạch đi xuống, một gạch thẳng, gạch xéo cái móc, đây móc lên, rồi kết thúc. Và thứ tự mình viết là bao giờ cũng phải theo nguyên tắc từ trái sang phải. Và đến từ thứ hai là từ hào thì mình ghi đây, đây là một nét luôn, là dính đi liền nhau nha. Sau đó đây là nét thứ hai, đây là nét thứ ba, và xong là bộ chữ nữ. Giờ bắt đầu chữ tử là đây, này là một nét thứ ba, đây là thứ tư, là từ này là đây nét thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, là có sáu nét. Bộ thì nó có đây, mình viết lại nha. Nét thứ nhất, nét thứ hai, thứ ba, rồi đây chữ tử thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Đó, thì ra là từ nghĩ hào. Giờ đến từ wǒ shì thì tức là giới thiệu mình tên gì đó. Wǒ, từ wǒ này thì cái bộ của nó, từ wǒ này đây mình ghi đây, từ wǒ này cái bộ của nó là bộ này, bộ đằng sau. Thì thông thường cái bộ của một từ nó không có nhất thiết là phải đứng ở đằng trước, nhiều khi nó đứng ở bên đằng sau hoặc là trên dưới cũng không chừng. Thì từ wǒ này mình viết là bắt đầu từ trên xuống dưới nha. Nguyên tắc viết trên xuống dưới mình cứ nhớ như vậy được. Đây là đầu tiên, thứ hai là kéo dài qua đây luôn, thứ ba lên đây, thứ tư ngang qua đây, thứ năm đây xuống. Đó là chữ wǒ. Mình làm lại nha. Một gạch ngang, gạch thẳng, lên, ngang qua đây. Đây wǒ là chữ wǒ. Rồi đến chữ sư. Chữ sư ha. Chữ sư thì nó là cái chữ bộ nhật. Cái bộ của từ xưa này là bộ nhật. Này, nhật tức là mặt trời đấy các bạn. Thì từ xưa này bắt đầu là mình tạo chung khung. Ở đây một nét thứ nhất, nét thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì đối với cái từ này đó, các bạn để ý, nếu mà những cái từ nào mà nó có đóng khung đó, thì thông thường cái cách viết của mình đó, là mình sẽ tạo xong phần khung rồi mình viết bên trong rồi mình mới đóng cửa lại. Nguyên tắc viết trong tiếng Trung là như vậy. Rồi cái nét kế tiếp thẳng ngang qua, rồi đây đó là kết thúc một từ. Đây mình viết lại nha, thẳng ngang trong, rồi đóng cửa lại. Đây từ xưa. Rồi mình đến từ là nǐ jiào shěme míngzì, tức là bạn tên gì. Chữ nhì thì cũng là từ này ha. Chữ jiào của nó sẽ là
chữ châu thì là bộ khẩu. Thông thường các bạn để ý nha, trong tiếng Hoa nếu mà những gì mà nó có liên quan đến cái miệng thì nó cái bộ của nó thường là bộ khẩu đó. Cách nó phân biệt như thế đấy, đây là bộ khẩu. Thì từ châu là mình viết cái bộ trước đây, tóm lại giờ đây đây khẩu là châu, mình viết lại nha, đây là từ châu. Sợ chữ sợ và chữ sợ mà thường cái bộ nhân thì các bạn nhớ cái nguyên tắc viết nó là thẳng thẳng như vậy chứ. Bộ này thì là bộ nhân, cách mình viết thì nó đứng như vậy nhưng mà cái bộ của nó thì nó là như vậy, tại vì do nó là biến hóa từ cái từ chữ người này, nó thẳng lên kéo thẳng lên thì nó sẽ thành chữ vậy. Bây giờ đầu tiên là thẳng, ngang thẳng đó, thẳng là chữ sợn đó, từ này cũng dễ ha. Sợ mơ đến từ mơ, chữ mơ này thì nó có chữ mơ này nó có hai cách viết nha các bạn. Chữ mơ đây là cách viết thứ nhất, đây là cách viết thứ hai đó. Cách viết thứ hai rất là đơn giản, thì thông thường đeo đúng trong chữ Hoa đây là cái cách viết mà chuẩn, là cái cách viết đầy đủ nét. Nhưng mà sau này do khi mà do viết như vậy thì nó rất là tốn nhiều thời gian, cho nên người ta đã đơn giản hóa. Thì thông thường cái cách viết này là bên Trung Quốc họ dùng cách này, hoặc là bên Singapore, Malay rồi gì họ đều dùng cái cách đơn giản này. Riêng hiện tại thì đa phần chỉ có bên Đài Loan là họ dùng theo cái cách viết này. Do đó thông thường người ta phân biệt mà để coi cái sản phẩm đó là của Việt Nam hay của Trung Quốc hay là Đài Loan thì người ta coi vào cái chữ viết. Tại vì chữ viết mà đầy đủ nét á, thì là thường là của Đài Loan. Và bây giờ thì cái cách viết này thì nó như thế này nha các bạn. Đầu tiên thì chữ mới này nó từ trong ra ngoài thì mình phải tạo cái phần khung đây trước. Rồi ở đây cái bộ này là bộ lâm, cái lâm là cái họ của mình đó, là cái phần này là chữ mơ. Mình làm lại nha, tại vì chữ này thì nó hơi phức tạp tí, mình gặp như vậy. Đây đây mơ. Còn cái từ này thì từ giản thể thì rất là đơn giản, chỉ có như vậy thôi. Giờ anh đến chữ miễn, đến với chữ miễn. Chữ miễn thì mình có là miễn thì là cái chữ này là tên. Bây giờ đầu tiên mình ngang ở đây trước. Chữ miễn này thì bộ của nó cũng là bộ khẩu luôn. Ở đây thì cách viết đầu tiên mình ngang đây trước, mình tạo thành cái khung đây. Khẩu là chữ miễn. Đây mình gặp ngang cái, ngang qua là chữ miễn. Giờ bên chữ chưa đây. Chữ chưa là chữ, cái này là chữ này là nó có nghĩa là cái chữ giống như là chữ viết. Hai cái chữ này miễn chưa thì nó ghép lại danh từ, nó sẽ là tên gọi. Thì cái chữ chưa này á, cái bộ của nó là bộ tử. Đây thì cách viết chúng ta sẽ tạo cái khung trên phần thông thường, các bạn thấy có trên dưới thì mình sẽ bắt đầu từ trên xuống dưới cái khung này. Đấy, đây là chữ chưa, một chấm khung chữ chưa đây. Thì chương trình học của chúng ta, cái bài học đầu tiên của chúng ta hôm nay là đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem cái clip này. Thì cũng mong rằng được sự ủng hộ nhiệt tình cũng như các ý kiến ở phần comment của quý vị, để cho chương trình có thể tiếp tục đóng góp những chia sẻ hữu ích có thể giúp đỡ nhiều cho các quý vị và các bạn. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.